Từ 0 giờ ngày 9 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh triển khai áp dụng chỉ thị 16 trên CTTTG của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 15 ngày. Ghi nhận sáng ngày 9 tháng 7, tình hình giao thông tại các chốt kiểm soát ra vào thành phố Hồ Chí Minh chỗ thông thoáng, chỗ ùn ứ. Cụ thể, tại chốt kiểm soát chân cầu Vĩnh Bình, phía phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện ô tô xe tải từ các tỉnh Bình Dương, Bình Phước khi vào thành phố Hồ Chí Minh được lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, khai báo y tế điện tử, giấy tờ liên quan chứng minh mới được vào thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây không xảy ra tình trạng ùn ứ. Tại chốt kiểm soát chân cầu Đồng Nai, hầu hết các phương tiện khi lưu thông qua chốt này đều chuẩn bị sẵn giấy tờ liên quan, tình hình giao thông thông thoáng. Tại chốt kiểm soát trên quốc lộ 1K, giáp ranh giữa tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh, do những ngày qua, phía thành phố Dĩ An đã áp dụng chỉ thị 16, kết hợp với việc sáng ngày 9 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh cũng áp dụng chỉ thị 16, nên việc kiểm soát người, phương tiện ra vào giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương hết sức chặt chẽ. Do ở khu vực giáp ranh và hai tỉnh thành lập chốt kiểm soát, nên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 1K, nhất là chiều từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Bình Dương. Một số người dân cho biết, việc thành phố Hồ Chí Minh áp dụng chỉ thị 16 về phòng chống dịch COVID-19 là hết sức cần thiết và người dân hoàn toàn ủng hộ chủ trương này.